Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
rể lò bắt buôn và con gái là thể hiện trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hai con là không quên công ơn nuôi nấng dưỡng dục của bố mẹ, cũng có mâm cỗ rượu hồng để đến tạ ơn bố lò bắt giả của mẹ là thể cho trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quả đúng là không cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, sinh con ra mà lớn trưởng thành, có lúc hoạn nạn, có lúc nặng cay, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Và hôm nay đây, hai con đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp, cũng có bữa cơm thân mật và đến tạ ơn bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ, các bác anh chị cũng là niềm vui, niềm vinh hạnh lớn lao nhất cho đại gia đình hạnh phúc của ông bà và hai em trong buổi trưa ngày anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được đỡ lời cho con rể và con gái, xin được kính chúc ông bà hạnh phúc luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của các con các cháu, và chúc cho anh Lò Văn Buôn và chị Lò Thị Thiện sức khỏe dồi dào, phát độc phát tài và luôn thành công, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của ba mẹ. Xin được cảm ơn anh chị đã gom góp những tình cảm và có một mâm cỗ rượu hồng để tạ ơn bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được đỡ lời cho gia đình, xin được kính chúc tập thể của ông quý bà, quý cha quý mẹ, các bác anh chị, chúng ta đã mất chút thời gian và họp thì giờ của mình để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật lầy ý nghĩa lầy niềm vui. Chúc tập thể quý vị các bác anh chị chúng ta dùng bữa cơm thân mật vui vẻ ngon miệng hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa tập thể quý vị trân trọng và kính mến, ơi xin thưa ai biết bạn học bà mẹ bạn học ơi, làm mắt của chị MC Huân Núi giữ bản chim đồng xã Thạch Tiền rất là vinh dự hẳn sức khó này em đi vào của mẹ ai mới về bản quận ba cái bà mớ hay khỏi có biết khó đồng sòng sườn bày tàng là sức khó chưa ăn sườn ảnh em đi vào của mẹ ai có chân tô phải sọt chiếc đông đội trường phủ trà lề chiếc đông bí thử phủ trà quàng chiếc phò lạc nặng phành chiếc mẹ em banh là nhét phành sàng chiếc ải cánh nào là nhắn dừng nghe ơi nhan chào khỏi làm sức khó ải lo bản giản của em lo thịt tròn có nhanh kiểu tó bạn tó cuộc có bao biết bóng đàn đè có bao biết khẻ đời hài phải hơi có chăm phải nằm có bao cuộc buồn đông chẳng nà buồn bà chẳng được buồn pha nữa buồn luôn lượm trẻ phè hùng chẳng xịn lầy buồn nòi hỏi hàng ban banh rú xích vượt cầu rú cầu vượt tìm xích vượt chẳng ấm kỉnh khẩu cầu vượt chẳng ấm kỉnh nông bò trang điên trắng sùng mè trang trùng trắng nhau trắng nhau biết đông trắng sùng biết bà trắng này mà biết bò biết mè lầy hơn chẳng bà ai lo bản buồn cái bà sửa phố hùa lốc tà sửa bà bá đông này chẳng bà đủ mệt kén quan chỉ lo thì thiện cả bà mà ứ nặng tám tủ tám chủ cái nghiệp bà bồng hài tiếp bị cài hài có được bà mà ứ chẳng nặng lầy quan chủ là chẳng cân sớ ào lầy quan báo cánh xào chẳng cân sự yên hà ai bò chẳng ục nhiệt sầu chẳng ào dền đủ tế pích tế bị cài hài có ớ sắc quán cú quán giá thì nắng yếu nhiều xiều nơi chẳng bà xí hà phủ nắng nặng sớ xi má phá đùa sớ cột bò nặng gió giỏ nặng khách ngưng cày báo mi chẳng bất theo kẻ họ chào lúc chào tà lúc tà chẳng cả vùng sống khá sắc quán chỉ lo thì tiền và tiền ngân nhà giàu và tiền tàu và tiền chi pi bất khổng đọc bất quyết rằng chẳng kiếm này bày đi các bà mà ớt chẳng nhận kiếm phá tai mà thường nhang si mà nhìn sắc quán của mẹ anh chị anh lo bạn buồn cái bà chỉ lo thì tiền cần nhắc mưu sai kiếm ma mưu quả hà này cho bà này kiếm khẩu đồng một lúc dìa thú lại rú đồng có lúc dìa cùng cánh ơn mẹ em bên tẻ chất này bất lúc dìa cùng bò bên tẻ nhau cùng ải điện vừa phút lãng khả mo cùng em tẻ sắc năm đi lại hoài bó chẳng sắc nào dẹt dường khổ khó mi bà ớ khải sắc bà sắc có ý ai chẳng đi nào ngủ cô ma cô hát cô chuồng bây giờ khỏi lòng có kẻ đằng sắc có ải lo bằng giả thằng em lo thì chọt chứ này giọt nào giọt hẳn chứ đi cà mưa đi mưa nà chứ này bà bà đi mưa đừa chớ bà sò này chút nhó hầu em khẩu kẻ bản dưng khẩu xúc hủ xúc tàu đi tan sản đi kinh bừng sò chúc ở ý ai nhận kiến phá tài mạng khửng khửng rông rông sân cùng phải tháp khửng giảm giảm sắc tổ hóa hoa cùng ón ngay đồng hung sắc bà ừng sàng sắc nhọn hầu ải em đi tan sản đi kinh bừng thứ xả mắt ở bà đồng ba sức khỏe rồi này chút nhó ải em là đọc bà mẹ hâu vất chút thời gian thấy đất nửa sửa đều hòa bình kiềm khí xẻ máy tái tan đường bác sĩ về bản báo trà biển a bốc màu còn là mất đủ mất tôm mất trông mong tật tất lên sửa xung khỏi chúc nho ải em và đọc bà mẹ bản quảng hâu biển lắc lừa sầu phào ức bà phải phần à cô mất buồn nó mất biển xài cô mất bài nó mất biển phần cô mất bàn cánh cà phê mất biển quân bày ca nó mất đẩy ướt hạ khải quá nó mất đẩy ướt kiều tiêu ta mà lại phải là như thế nào khăn bản dư phải để đây ải em và đọc bà mẹ ơi sự vật kính thưa tập thể của ông bà quý cha mẹ các bác anh chị có
ไปที่สองไอ้น้องตะกี้เราเกิดอาโฟเมียไอเอ็มกับบาร์มาลูกแค่แล้ว